Thôi chào con nha. Hôm nay giới thiệu cho con hai bộ dàn xới là K700 nè. K700 K85 nè, đẹp cực kỳ rồi con ơi. Trời tối mà đẹp vậy, mấy trời sáng cỡ nào rồi con. Bóng hới nè, nhìn thấy mặt người luôn nè. Khóa giờ xi nó còn bóng như là ít xài rồi con. Thấy mua những kiến là đẹp kiểu này nè. Đây cầm xi ít có con nào được đẹp chứ con. Đẹp quá nè. Chưa rửa mà đẹp nè con, rửa đẹp cỡ nào nữa. Ốc bát chùi ra đẹp nè, ốc này nè. Ga cũng đẹp luôn nè. Ga 85 luôn nha. Đẹp cực kỳ bà con ơi. Chung nhìn là khỏi biết đâu, nhìn là biết cái này đất xài nè, vô cái này đất xài nè, hình như chưa xài đâu, để trong nhà không bà con. Đây, quá trời đẹp luôn. K700. Đây là xin giữa bà con. Còn đây K700 xin bìa, đẹp cực kỳ đẹp luôn. Không hới luôn bà con. Đây xi vậy là cầm xi đất xài nè ha. Xin bìa là này đây. Nhìn cái lốc bà con, xanh dơn luôn. Máy móc rồi nè. Ga 85 nha, ga 85 nha. Con đôi tay cầm đi xi nè, còn xanh lè vậy nè. Ít xài, mà con mua con này xài biết gì nào hơn. Nói chung đồ nhờ bên Nhật người ta dân Nhật ít xài thì mình xài được nhiều hơn mà con ơi. Đồ Nhật đồ nào cũng bền, con chọn ít xài là mình xài được nhiều thôi. Quá đẹp luôn. Bô bổng còn trắng là biết ít xài nè. Con nào bô trắng ít xài mà con, thấy không? Bô trắng là ít xài nè. Quá đẹp luôn, trắng từ trên dưới luôn là ít xài nè. Máy lóc cũng chớn rồi còn quá đẹp, ok luôn. Đủ đồ đó mà con. Ít xài nó đẹp. Con nào bên Nhật ít xài là mình xài được nhiều bà con ơi. Đây có một bộ K7 đẹp cực kỳ nè bà con. Chưa rửa mà đẹp vậy nè. K7 07 nha. Đẹp cực kỳ luôn, chưa rửa mà đẹp vậy nè con. Về bổng đầy đủ nè. Nước sơn còn căm lè luôn nè. Quá đẹp. K7 nha bà con. Đẹp cực kỳ đẹp. Ít con nào đẹp được vậy lắm bà con. Đây 8 đề rồi con. Chưa rửa nè. K7 đề 8 đề đầy đủ nha. Đẹp cực kỳ bà con ơi. K700 K85. Móng hới luôn. Móng từ trên xuống dưới luôn. Chung là con này ít xài nhất nè. Vô bổng còn nguyên nước sơn luôn. Không hới luôn nè. Hết dầu nè con, nó chát luôn nè. Quá đẹp luôn. Sáng giới rồi con ơi. Tay cầm PC rồi còn là nguyên vẹn luôn nè. Con giờ chục chạc xới là cả đời luôn nè. Lóc mà thấy ghiền luôn nè. Ốc ác lóc như còn 7 màu, ốc ác rồi nè. Bô bổng luôn cũng vậy. Máy này chưa rửa mà đẹp vậy, rửa đẹp cỡ nào không? Quá đẹp con ơi. Rửa lên đẹp nhức nách luôn. Đó là đây là xin giữa, đây là xin bìa. Xin giữa, xin bìa là 18 lưỡi nha bà con. Có thùng chế bà con luôn nha, bà con mua thùng chế là 36 lưỡi luôn nha. Thùng chế bìa có đồ chẳng gác, có đồ chống dính dốc gạ luôn nha. 36 lưỡi có đồ dép máy, dép mương luôn nha, dép bờ luôn. Có thùng chế, đùi chế đầy đủ bà con. Con này quá đỡ bà con ơi. Bóng từ trên xuống dưới luôn. Quá trời bóng. Quá đẹp. Đây là anh này F3. Hãy mới thử cho bà con rồi đó. Có đề luôn nha. Thùng xới là 26 lưỡi dài 1m1. Anh này F3 thùng xới là 26 lưỡi dài 1m1 bà con. Đủ đồ cho bà con chơi luôn. Mua cái gì có đó. Vì là K700. Hai đây là đẹp, khỏi chê à. Quá đẹp bà con ơi. Đặc biệt đây có đồ dắt file nào con, bà con nào lên file nướng nè, này đào file luôn nè.
là này nó tự động và đào phai lên nè, đặc biệt cái đường này lên phai rất là lợi hại nè, nó tự đào phai luôn bà con là trồng phai, trồng củ lùng nè, trồng củ hành rồi nè, là đây nó đào lên đường này luôn bà con, không làm hư đồ nha, nó sắn dưới nó đào dở gốc lên nha, con lấy nguyên củ lên luôn, đây là bộ sàn của nó luôn, nguyên bộ sàn nó đầy đủ. Trả lấy K700 đi, K700 cái chút bà con thôi nha, đùi bỏng dĩ là chưa nó mòn ít xài, con đùi bỏng còn nguyên dạng ít xài nè, đây nó chưa có hiểu mòn ít xài thấy không, sơn còn nguyên luôn nè, ít xài gì quá trời, mua này là khỏi chê, kiếm máy bà con mua máy gặp cái bô này là mua thôi, là ít xài, đây ở trong này trắng thì ít xài nè, thấy không, con nào trắng thì ít xài nè, khỏi nói đâu. Đây con trong bô trắng, ở trong trắng ít xài bà con à, tại để mưa nắng xét ở ngoài không sao, con trọng ở trong trắng ít xài à, con này ở trong trắng tươi luôn nè, thấy không, ít xài là vậy nè, con này vậy nè, ít xài ở trong còn trắng nè, rồi bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707.